Tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs đã đến thăm Jerusalem và thành phố Ramallah ở bờ Tây, gặp gỡ các hai người đồng cấp Israel và Palestine. Trong cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem, ông Edgar cho biết chuyến thăm của ông thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với Israel. Chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, cố gắng làm hết sức có thể để đảm bảo việc trả tự do cho tất cả các con tin. Tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, Tổng thống Latvia đã gặp người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas. Hai bên đã thảo luận về tình hình hiện tại ở các vùng lãnh thổ của Palestine. Ông Abbas bày tỏ rằng việc di rời người Palestine ở Gaza, bờ Tây và Jerusalem là không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh tội ác diệt chủng này phải chấm dứt và cần phải gây áp lực để cho phép viện trợ nhân đạo vào giải Gaza.